Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của tôi. Ánh sáng trong bóng tối trong lòng đêm sâu, ánh đèn dần phai tâm hồn ta ngập tràn bài viết đầy say. Những thế lực vô hình vẫn không thể tránh né chúng ta là nhân chứng giữa bóng tối đầy mênh mông. Bước đi giữa hàng ngàn điện thoại tỏa sáng, những chiếc máy tính hiện diện khẳng định tầm quan trọng. Những cú nhấp chuột, lượt thích giả tạo, chúng ta là nhân chứng giữa bóng tối ẩn mình. Ngày qua ngày, họ như những nghệ sĩ vẽ, tạo ra thế giới ảo, những tin tức không lời giải. Chúng ta nghe, chúng ta tin, nhưng không biết gì. Đằng sau màn hình, họ chỉ là những con người bình thường. Bước đi giữa hàng ngàn điện thoại tỏa sáng, những chiếc máy tính hiện diện khẳng định tầm quan trọng. Những cú nhấp chuột, lượt thích giả tạo, chúng ta là nhân chứng giữa bóng tối ẩn mình. Chúng ta đọc bài viết nhưng không biết sự thật, thả tim vào những người xa lạ, không hề biết tên. Bước đi trong bóng tối nhưng cần nhìn xa hơn để thấy được phía trước sự thật rực sáng. Bước đi giữa hàng ngàn điện thoại tỏa sáng, những chiếc máy tính hiện diện khẳng định tầm quan trọng. Những cú nhấp chuột, lượt thích giả tạo, chúng ta là nhân chứng giữa bóng tối ẩn mình. Chúng ta là nhân chứng giữa bóng tối ẩn mình. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nút like để không bỏ lỡ những video thú vị khác.